Cô giáo xin chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ cùng các con đi vào phần luyện tập trạng nguyên tiếng Việt lớp 3 vòng cấp trường năm học 2022-2023 nhé. Đối với vòng thi cấp trường này sẽ có 3 phần: phần khỉ con nhanh trí, phần hổ con thiên tài và phần trắc nghiệm. Bây giờ thì cô và các con sẽ cùng đi vào phần đầu tiên, đó chính là khỉ con nhanh trí nhé. Phần khỉ con nhanh trí yêu cầu như sau: em hãy giúp bạn khỉ nối từng ô chữ thích hợp ở hàng trên với hàng giữa, ở hàng trên với hàng dưới để tạo thành từ. Chú ý có những ô chữ không ghép được với ô giữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Đá cầu, yêu cầu, địa cầu, cây cầu, hình cầu, cầu kỳ, cầu vòng, cầu treo, cầu mây. Đây chính là một môn thể thao các em ạ. Cầu nguyện. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thứ nhất và đạt được 100 điểm rồi. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai, đó chính là hổ con thiên tài. Yêu cầu của phần này đó là em hãy giúp hổ vàng sắp xếp lại vị trí các ô trống để thành câu hoặc phép tính phù hợp. Nếu sai quá 3 lần, bài thi sẽ dừng lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Giang sơn, câu thứ hai, quê hương là cầu tre nhỏ. Câu thứ ba, mẹ về nón lá nghiêng tre. Câu thứ tư, gió đưa cành trúc la đà. Câu thứ năm, tháp 10 đẹp nhất bông sen. Câu tiếp theo, đường vô xứ nghệ quanh quanh. Các em lưu ý có hai từ quanh thì từ quanh có dấu chấm sẽ đứng ở cuối câu. Câu tiếp, lá lành đùm lá rách. Trẻ em như búp trên cành. Tương lai. Tiếng trống trường gióng giả. Như vậy cô và các con đã cùng hoàn thành xong phần thứ hai và đạt được điểm tối đa là 100 điểm rồi. Bây giờ chúng ta sang phần cuối cùng, đó chính là phần trắc nghiệm nhá. Câu 1, cờ tượng trưng cho một nước được gọi là gì? Quốc hiệu, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Và đáp án của chúng ta đó chính là quốc kỳ. Câu 2, từ nào dưới đây viết sai chính tả? Sản xuất, xuất sắc, xuất khẩu, xuất bản. Và từ sai chính tả đó chính là sản xuất. Và đúng thì phải là sản xuất. Câu số 3, câu văn nào dưới đây sử dụng dấu phẩy chưa đúng? Em cười tươi như nắng xuân, Mai, Lan, Huệ đang chơi đùa ngoài vườn. Khi bé cười, đôi má ửng hồng, Nam rất thông minh, lanh lợi. Và câu đầu tiên chính là câu sử dụng dấu phẩy chưa đúng. Em cười tươi như nắng phải xuân là sai đúng không nào? Mà ở đây thì phải không có dấu phẩy mới đúng. Câu số 4, câu văn nào dưới đây có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh? Mặt trời mới mọc đỏ rực như quả cầu lửa, gió thì thào hát trong vòm lá, những chiếc lá cụp xuống ủ rũ vì thiếu nước, những áng mây lơ lửng trôi trên bầu trời. Và câu đầu tiên chính là câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh.
mặt trời mới mọc đỏ rực như quả cầu lửa. So sánh mặt trời giống như quả cầu lửa. Câu số 5. Câu nào dưới đây là kiểu câu ai là gì? Cô là đang làm bánh, bà Nga là bác sĩ bệnh viện đa khoa, bố đi mua bà là về cho mẹ là quần áo, mẹ hái rau thì là ở sau vườn, và câu ai là gì phải là bà Nga là bác sĩ bệnh viện đa khoa. Câu số 6. Dải đất trũng và kéo dài nằm giữa hai sườn núi được gọi là Cồn Cát, Ruộng Nương, Đồng Bằng, Thung Lũng, và đáp án của chúng ta đó chính là Thung Lũng. Câu 7. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tinh thần đoàn kết? Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Và câu đầu tiên chính là câu tục ngữ nói về tinh thần đoàn kết. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Câu số 8. Giải câu đố sau. Ai người đến lớp sớm chiều dạy em tập viết học nhiều điều hay? Công an, bác sĩ, nhạc sĩ, giáo viên. Và đáp án đó chính là giáo viên. Câu 9. Căn nhà được miêu tả như thế nào trong khổ thơ sau? Căn nhà đã vắng, cốc chén nằm im, đôi mắt lim dim, ngủ ngon bà nhé, của Thạch Quý. Đông vui nhộn nhịp, hoang tàn đổ nát, yên tĩnh im lìm, ồn ào náo nhiệt. Và căn nhà được miêu tả trong khổ thơ bên trên đó chính là yên tĩnh im lìm. Câu 10. Tìm từ chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa là khu đất thường ở sát cạnh nhà, được rào kín xung quanh để trồng rau, hoa hay cây ăn quả. Nương, vườn, mương, đường. Và đáp án đó chính là vườn. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong phần trắc nghiệm rồi. Bây giờ chúng ta cùng nộp bài và hoàn thành vòng luyện tập nhé. Và chúng ta đã đạt điểm tối đa đó chính là 300 điểm. Cô chúc các em vượt qua vòng thi cấp trường với điểm tối đa. Xin chào và tạm biệt các em nhé.